mình dùng lọc Atman DF700 chạy rất êm, các bạn nghe gần sát nhưng thì không thấy, cùng với một hệ thống đèn tự động tắt bật theo chu trình mình đã được cài đặt sẵn. Còn cái hướng dẫn cách sử dụng cái hệ thống đèn tắt bật này thì mình sẽ hướng dẫn ở clip tiếp theo các bạn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ lại quay lại cùng các bạn để unboxing một cái hộp quà. Cái hộp này là cái hộp hẹn cái thiết bị hẹn giờ tắt bật có tất cả các thiết bị trong gia đình mình có thể mình sử dụng chủ yếu trong bể cá, hệ thống đèn điện để bật tắt trong bể cá, hệ thống đèn điện bật trong các tủ hay là cái đèn ngủ nó sẽ tự tắt bật. Ở đây có rất nhiều cái chế độ, các chương trình khác nhau thì bạn có thể hướng dẫn, cũng rất là đơn giản thôi các bạn, mình chỉ hướng dẫn các bạn một lần là các bạn có thể làm được, mà cái này các bạn có thể tự tìm hiểu. Đầu tiên là chúng ta phải nên nhớ là chúng ta phải cài đặt cái giờ làm sao cho đúng cái giờ thực tế. Ở đây là 20:48 nhưng thực tế bây giờ là 11:20 buổi sáng, cho nên chúng ta phải muốn chiến giờ này thì chúng ta phải giữ. Các bạn hãy làm theo mình nhé. Đầu tiên bạn phải giữ nút clock này, giữ nút clock đồng thời ấn nút hour giờ luôn, giữ và ấn đồng thời nút hour thì bạn mới chỉnh được giờ nhé. Lúc đầu mình sử dụng ấn giữ clock xong mà mình chỉnh không được, mình cứ nghĩ là nó sẽ nhảy nhưng không, bạn phải giữ nút clock xong mình chỉnh nút hour. Đây mình chúng ta cùng cùng làm nhé, ấn luôn nút hover thì nó bắt đầu nhảy. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Bạn nhìn thấy What chưa? the 11 hell? giờ 49 phút. Tiếp tục ta đến giờ phút. 1, 2, 3. Sau đó chúng ta chỉnh được 11 giờ 51 phút. Bạn nhớ nhé, giữ nút clock. Giữ nút clock sau đó ấn nút hover, đấy là cái phương án rất là dễ thôi. Sau đó để trình tiếp tục, chúng ta sẽ tiếp tục làm các bạn, mà sau khi bạn đã có thể để chỉnh được cái giờ theo cái giờ của giờ theo cái ngày tháng thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình là chúng ta có thể là chỉnh cái sẽ tắt bật. Ở đây bạn nhìn thấy chữ program ở góc bên trái cùng, đây chữ program đây đấy, bạn ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra số 1 on và ấn tiếp tục sẽ là số 1 off, ấn tiếp tục sẽ là 2 on và 2 off, có nghĩa là chúng ta có 13 chương trình như vậy. Chúng 1 on có nghĩa là chúng ta cái mặc định giờ là 9 giờ sáng bật, 9 rưỡi tắt, 10 giờ bật, 10 rưỡi tắt, thì các bạn ấn 1 on thì bạn để chế độ là 1, xong rồi bạn chỉnh giờ là 10 giờ. Xong cho nên bạn ấn số 1 off thì bạn ấn là 10 rưỡi. Như vậy là cứ đến giờ 10 giờ sẽ máy nó sẽ được bật và 10 rưỡi máy sẽ tự tắt. Và ngược lại chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy cho các chương trình tiếp theo. Có tất cả 15 đến 16 chương trình như vậy cho nên bạn có thể hoàn toàn sử dụng rất nhiều cái công năng trong gia đình. Các bạn thì cứ giờ bật cái này tắt cái kia, bật cái này tắt cái kia là bạn có thể làm được đó. Cũng rất là đơn giản thôi. Cái thứ hai là một cái chương trình, cái thiết bị này cũng rất là rẻ, bạn có thể đặt ở trên tất cả các kênh Shopee, có thể đều có hết, bạn này mua và sử dụng trong gia đình rất tiện lợi, và mình sẽ là setup vào trong bể cá. Ok, các bạn có câu hỏi gì hãy comment bên dưới mình sẽ trả lời giải đáp. Thiết bị rất là tiện dụng, bạn nên có và bạn có thể biến tất cả các thiết bị trong gia đình trở thành một thiết bị thông minh hẹn giờ tắt bật cho chủ động. Thank you for watching, nếu có câu gì hay hãy hỏi comment bên dưới mình sẽ trả lời. Hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh và đón xem các clip tiếp theo các bạn nhé. See you. Thank you for watching. Bye bye.